Toàn xin chào cả nhà. Một buổi chiều nắng đẹp bên Nam Cát Trắng Bạch Tuyết này cả nhà. Một chậu Nam Cát Trắng Bạch Tuyết. Hôm nay Toàn làm một clip nói sơ về giá của những cây đột biến Nam Cát Trắng, những cây đang có giao dịch trên thị trường. Thì đầu tiên là cây Nam Cát Trắng Bạch Tuyết. Nam Cát Trắng Bạch Tuyết giá thị trường hiện tại đang đoạn giá khoảng cỡ từ 2 cho tới 4 triệu một cây. Đây, ví dụ như cây này. Cây này thì hiện tại thị trường như bên Toàn đang bán khoảng cỡ 2 triệu rưỡi. Cây này cũng vậy, khoảng 2 triệu rưỡi. Đó là những cây đã xuống chậu và thuần sơ sơ rồi. Đó là giá cây Nam Cát Trắng Bạch Tuyết. Còn ví dụ như cây mới vừa cắt xuống thì giá khoảng cỡ 2 triệu đồng một cây. Nam Cát Trắng Bạch Tuyết giá từ 2 triệu cho tới 3 triệu một cây. Rất là xinh đẹp những cây Nam Cát Trắng Bạch Tuyết mùa sinh trồi nảy lọc này cả nhà. Những cây đình đám một thời. Tiếp theo là cập nhật giá Hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu hiện tại đang đoạn giá khoảng cỡ 600 cho tới 1 triệu một cây. Tùy tình trạng cây, cây thuần hay là cây chưa thuần, cây to hay cây bé. Hồng Minh Châu đỉnh cao ngày xưa là khoảng cỡ 100 triệu một xăng, 110 triệu một xăng. Và bây giờ thì đang đoạn giá 6 đến tới 1 triệu một cây. Giá rất là chênh lệch khoảng cỡ 1.000 lần so với thời đỉnh cao. Tiếp theo, một sự rất là đặc biệt của thị trường. Đó chính là Nam Cát Trắng Bảo Duy. Hiện tại một cây đang đoạn từ 30 cho tới 40 triệu một cây. Như cây này đợt trước bên Toàn lấy là khoảng 35 triệu này cả nhà. Bên này thì đi mầm gốc rồi và giá nó khác. Sự đặc biệt của thị trường về cây Nam Cát Trắng Bảo Duy đó là cái giá nó không giảm theo trong đoạn từ 3 tuần đổ lại đây. Nam Cát Trắng Bảo Duy có mức giá giữ và có vẻ ổn định hơn so với các mặt hoa khác như Ngọc Sơn Cước, như như một số cây đỉnh cao khác. Thì riêng cây Bảo Duy là một cây mà có mức giá khá là ổn định và được giao dịch khá nhiều trong thời điểm hiện tại. Và đoạn giá đang là 30-40 triệu một cây, cây thuần nha cả nhà. Đó là những sơ lược về những cái cây mà đang giao dịch nhiều mà Toàn biết để cập nhật giá cho cả nhà. Thì còn cây những cây như Phú Thọ HO thì hiện tại Phú Thọ như bên Toàn đang bán khoảng cỡ 50.000 một cây. HO thì khoảng cỡ 30-40.000 một cây. Hồng Yên Thủy thì 200-300.000 một cây. Tùy cây, tùy cây. Hồng Mỹ Nhân thì hiện tại nguồn giống không có nhiều nên không cập nhật được. Thị trường cây xuống giá quá. Đó là những cập nhật của Toàn về giá của những cây lan. Những cây rất là đình đám một thời. Năm cái trắng HO một cái chậu như thế này. Để Toàn đưa ra một tí. Đó cả nhà. Đây, năm cái trắng HO một chậu như thế này. Khi mà nó chưa có hoa thì cũng rất là xinh đẹp. Chúng ta chơi lá. Đây cả nhà. Quá đã luôn. Một giống cây quốc dân
một giống cây xuất phát từ Việt Nam, một giống cây đình đám một thời là ao ước của rất nhiều người, và bây giờ em nó đã rất là rẻ. Tuy nhiên thì cảm xúc về giống cây này vẫn còn rất nhiều. Toàn sẽ để một số mặt hoa 5 cá trắng HO, những chậu hoa 5 cá trắng HO vào, chúng ta cùng ngắm. Khả năng thì cả nhà xem clip này thì đa số sẽ đã sở hữu 5 cá trắng HO rồi, vì giờ giá rất là rẻ. Tuy nhiên cái đẹp, cái sự giá trị của nó thì nó rẻ nhưng mà nó rất là đẹp, nó vẫn rất là cuốn hút chúng ta, những người chơi lan. Hy vọng rằng tuy là lan rẻ nhưng Toàn xin chúc cả nhà sẽ có thật nhiều niềm vui trong thế giới đam mê, thế giới hoa lan, và chúc cho chúng ta sẽ đam mê còn mãi, sẽ tô điểm những cái nét đẹp của cuộc sống bằng những bông hoa, những sản vật của tự nhiên Việt Nam. Toàn xin chào.